Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ giai đoạn 2001-2020 trong lễ trao giải Global Soccer Award hay được gọi là giải Dubai Awards. Ở tuổi 35, đây là danh hiệu vinh danh siêu sao người Bồ Đào Nha sau những năm tháng nỗ lực không biết mệt mỏi trên sân cỏ và đến giờ vẫn tiếp tục là đầu tàu ở câu lạc bộ Juventus. Phát biểu trong lễ nhận giải, Cristiano Ronaldo cho biết sự nghiệp tuyệt đẹp của tôi hiện nay vẫn sẽ tiếp tục và tôi đang đặt mục tiêu thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Trước khi xem video clip, các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở phần mô tả để ủng hộ cho bọn mình nhé. Năm 2020, Cristiano Ronaldo bước sang tuổi 35. Đối với phần đông các cầu thủ bóng đá, đây là độ tuổi mà họ xác định sẽ treo giày hoặc cùng lắm là đến những giải đấu ít cạnh tranh để dưỡng già. Nhưng với Ronaldo, giới hạn của anh chưa thể dừng lại ở đây. Anh vẫn đang là nguồn cảm hứng bất tận của cả Juventus cũng như đội tuyển Bồ Đào Nha. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngưỡng lại những màn thể hiện siêu phàm của CR7 ở độ tuổi 35 khiến cả thế giới phải trầm trồ và ngạc nhiên nhé. Cristiano Ronaldo đã có cú hat-trick đầu tiên sau khi chuyển đến Juventus trong trận đấu với Cagliari vào tháng 1 năm 2020. Một bàn thắng CR7 lừa bóng qua cả thủ môn đội bạn, một đến từ chấm phạt đền quen thuộc và pha chốt hạ đến từ một góc rất hẹp đã cho ta thấy được sự hoàn hảo trong khâu dứt điểm của tài năng trẻ mới chỉ bước qua tuổi 35 là vẫn còn đẳng cấp như thế nào. Người ta nói rằng Ronaldo chọn Juventus như là một nơi để dưỡng già vì mảnh đất Serie A ít cạnh tranh hơn hẳn so với ngoại hạng Anh hay La Liga. Nhưng với một người sinh ra là để vượt qua mọi giới hạn của bản thân như CR7, đó là quan điểm nhảm nhí nhất. Thực vậy, ông lão mà các anti-fan vẫn tưởng như đã qua thời đỉnh cao đã có một màn solo và chạy nước rút không khác gì một vận động viên điền kinh để tự mình ghi tên lên bảng tỷ số, khẳng định rằng siêu sao Bồ Đào Nha đến đây là để chinh phục. Rằng tuổi tác đã khiến Cristiano Ronaldo không thể chơi tự do như hồi anh vẫn còn là một tiền vệ cánh và anh càng bó vào trong để trở thành một tiền đạo với kỹ năng dứt điểm toàn diện. Nhưng không vì thế mà CR7 trở nên ích kỷ trong lối chơi. Bằng chứng là số 7 bên phía Juventus đã thực hiện hai pha dọn cổ cho đồng đội để Dybala và Higuain dễ dàng lập công. Xen giữa hai đường truyền thành công đó là bàn thắng trên chấm 11m, giúp cho Ronaldo có một đêm vô cùng hoàn hảo khi có cả ghi bàn lẫn kiến tạo. Một khi anh 7 đã máu thì anh có thể ghi bàn ở bất kỳ khoảnh khắc và cự ly ở phần sân đối thủ. Ronaldo đã có màn solo rồi tung một cú nã đại bác bên ngoài vòng cấm vô cùng đẹp mắt. Với quỹ đạo và đường đi căng như kẻ chỉ như thế này của trái bóng, có lẽ lựa chọn duy nhất của chàng thủ môn tội nghiệp này là ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng. Phải thừa nhận một điều là từ khi chuyển sang Juventus, khả năng đá phạt hàng rào của Ronaldo đã bị giảm đi khá khá. Nhưng không vì thế mà nói anh 7 đã hoàn toàn vô duyên ở những tình huống cố định này. Vẫn là tư thế lấy đà quen thuộc, mặc dù có phần tỉ mỉ và nhẹ nhàng hơn, bản hợp đồng đắt giá của bà đồng già đã khiến cho nỗ lực bay người hết cỡ của thủ môn đối phương trở thành điều vô nghĩa nhất trên thế giới.
Ở độ tuổi mà rất ít cầu thủ có thể tiếp tục cống hiến sự nghiệp đỉnh cao cho đội tuyển quốc gia, thì Cristiano Ronaldo vẫn là đầu tàu, ngọn hải đăng chiếu sáng một tập thể Bồ Đào Nha đang ở chu kỳ rực rỡ với hàng loạt những tài năng triển vọng. Và cú đúp của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha trong trận gặp Thụy Điển tại vòng bảng Nations League 2020 đã là lần thứ 100 và 101 CR7 lập công trong màu áo Selecao châu Âu. Và hai siêu phẩm ngày hôm đó đã giúp Ronaldo tiến gần hơn với người nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia Ali Daei khi khoảng cách bây giờ chỉ còn 8 bàn thắng. Đến cả đại dịch Covid-19 còn không thể ngăn cản ông già 35 tuổi tỏa sáng, thì còn ai có thể đủ tự tin khiến Ronaldo ngừng ghi bàn đây? Chỉ mới trở lại sau thời gian cách ly khi bị xác nhận đã dương tính với virus corona và phải vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng số 7 bên phía Juventus đã ghi liền 2 bàn thắng để thách thức luôn cả cơn đại dịch đang làm thay đổi cả thế giới trong năm 2020. Nếu như một bàn thắng đẹp trong một trận đấu là chưa đủ để thỏa mãn cơn khát của Ronaldo, thì anh Bảy đã tự giải tỏa hai siêu phẩm cùng lúc luôn cho đỡ lăn tăn. Chỉ trong vòng 5 phút, cựu sao Real Madrid đã hai lần điền tên mình lên bảng điện tử với một cú cứa lòng cực ngọt và một pha úp má rất nhanh sau tình huống đá phạt góc chuẩn xác của Cuadrado. Dẫn tưởng khi Ronaldo chuyển sang Juventus, người hâm mộ sẽ không còn dịp được chứng kiến cuộc đối đầu đã đi vào huyền thoại giữa Ronaldo và Messi. Nhưng lá thăm may rủi đã đưa Juventus và Barca rơi vào cùng một bảng đấu tại C1 năm nay. Và trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng để phân định ngôi nhất bảng, ngôi sao của Bà Đầm Già đã là người xuất sắc hơn khi lập cú đúp bàn thắng đều trên chấm 11m để nhấn chìm Barcelona của Messi ngay tại Camp Nou. That the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Yeah. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous. You were thinking that happens in it. Damn, man, I'm all that. Yeah, I'm all that. Looking for that whip. Yeah, that what you call that. Mặc dù đã đơn giản tối đa lối chơi của mình ở tuổi 35 khi Ronaldo luôn được bố trí chơi như một tiền đạo cấm và hoạt động xung quanh vòng cấm, nhưng không vì thế mà kỹ thuật cá nhân của cựu quỷ đỏ bị bào mòn. Không những vậy, mỗi lần anh Bảy đã quẩy skill thì phải là liên tục với số lượng lớn. Minh chứng rõ nhất có lẽ hãy hỏi hàng phòng ngự của Fiorentina xem họ bất lực như thế nào khi nhìn CR7 thực hiện tới 8 lần rê bóng thành công mà không thể truy cản dù chỉ một lần. I'm going mainstream, flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream, flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream, mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.
Vừa rồi là những màn thể hiện đỉnh cao của Cristiano Ronaldo đã khiến cả thế giới phải đi từ ngạc nhiên đến trầm trồ và thán phục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.